trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Thưa quý vị, Giác quan thứ 6 là một chương trình mới nói về những điều kỳ lạ, những giác quan đặc biệt của con người. Con người chúng ta có 5 giác quan thì ai cũng biết rồi: khứu giác, thính giác, vị giác, thị giác và xúc giác. Còn giác quan thứ 6, mặc dù khoa học hiện nay đã rất tiến bộ nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thể xác minh được. Đúng như vậy, và em lại có cái giác quan thứ 6 mạnh khi mà em có cái suy nghĩ là chồng mình hình như đang có cái gì hơi kỳ kỳ, hơi lạ lạ, có thái độ lạ lạ không? Đó, thì cái đó là cái giác quan của em rất là mạnh. Còn có bao giờ em nghe nói về những cặp sinh đôi mà họ có thể là cảm nhận được cái nỗi đau lẫn nhau không? Có, cái này có. Em đã từng chứng kiến một cặp sinh đôi là hai người con trai. Và khi mà cái người anh bị tai nạn thì tự nhiên cái người em ở nhà đang ngồi lăn đùng ra xỉu. Và trong cùng một thời điểm, là cái đó là em từng chứng kiến. Wow. Dạ. Người ta hay nói á, giác quan thứ 6 ở phụ nữ mạnh hơn. Như vậy thì nếu như đó là một cặp sinh đôi nữ thì sao? Anh gợi ý như vậy thì làm em liên tưởng ngay đến khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ em xin tặng anh và tất cả khán giả ở đây hai câu thơ để miêu tả khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Dữ à? Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thi Kiều Thi Vân sao? Không phải, thời xưa thôi, thời nay nè. Đầu lòng hai ả Tố Nga, nam anh là chị, em là nam em. Ồ, xin mời. Xin mời. Đi. Vâng, hai chị em sinh đôi rất là hot của showbiz Việt Nam, nam anh và nam em. Chà, giống nhau khủng khiếp luôn á ta. Hồi nãy là ở trong hậu trường là em có nhầm nam anh là nam em luôn á. Chính xác, chính xác. Ủa nhưng mà cái tên nam em thì nghe có vẻ phụ nữ, còn tại sao em là con gái mà đặt là nam anh vậy cưng? Dạ, nam anh là nghệ danh của em. À, là nghệ danh. Còn tên thật? Dạ, tên thật là Nam Chị. Hoàng Nam Chị. Hoàng Nam Chị. Ngày hôm nay anh và chị Dạ đang rất mong muốn nghe câu chuyện của hai chị em. Có bao giờ hai em đã có cái cảm giác là mình đang có giác quan thứ 6 với nhau hay chưa? Mời nam em chia sẻ. Em chia sẻ cái điều thực tế là cái thay thù lù của em. Là sao? Cái thay thù lù gì? Chị thấy đang rất là gọn gàng. Không, em đang bị béo nhưng mà lúc mà em bị tăng cân một cách đột biến á thì em cảm nhận được là chắc em khó xuống lắm. Tại vì em nhớ lại cái thời năm chị bị tăng cân mà cũng đột biến á, không phải mấy năm trời mới xuống được. Cho nên là lúc đó em thấy là trời, cả một bầu trời bế tắc hả? Nó liên quan gì tới cái giác quan thứ 6 vậy em? Em thấy liên quan quá trời luôn mà. Liên quan chỗ nào và phút nào vậy ta? Em thấy là nó hợp lý quá mà. Không, ý nằm em có phải vậy không em? Có nghĩa là chị em ăn mà em mập hả? Đúng rồi. Kiểu như cái đợt đó là em ăn quá trời ăn mà bà này bắt mập thay em. Còn bây giờ em không ăn gì hết thì em mập thay bà. Ý là giờ bạn muốn giảm cân là tôi phải nhịn ăn á. Có nghĩa là giờ bạn phải thù lù lên thì tôi mới ốm lại được. Bạn hiểu với tôi không? Không biết là quý vị đang theo dõi đài có hiểu gì không ạ? Còn tôi đứng đây thì tôi chưa hiểu gì hết. Dạ em cũng vậy anh Tiên ơi. Em không biết cái câu chuyện này có phải là giác quan thứ 6 hay không, nhưng mà em cứ thử kể đại đi. Là cái ngày hôm đó là bà Nam em tuổi thơ mà bà Nam em giữ heo. Còn em thì em tranh thủ trong giờ giữ heo thì em đi câu cá. Mà cái chỗ câu cá nó cũng hơi gần cái chuồng heo. Thì tự nhiên em đang câu cá thì em có một cái linh cảm gì đó nó sâu sâu. Em biết vụ gì rồi đó. Xong tiếp nè. Có phải là cái lúc đó là cái lúc mà cái giọng nó tét làm đôi. Trời, tôi rớt xuống dưới. Thì do nó là như vậy đó. Có nghĩa là đắng, ở dưới cái giọng là cái bậc bê tông. Có nghĩa là chuồng heo là xây bê tông á. Thì em rất đập đầu xuống cái bê tông. Đập đầu xuống sàn mà hai chân em còn treo. Được, cảm ơn một cái câu chuyện hết sức dễ thương của hai chị em Nam Anh và Nam Em. Bây giờ thì xin mời hai khách mời của chúng ta về vị trí của mình. Xin mời. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6.
Chương trình Giác quan thứ sáu là một chương trình chúng ta sẽ trải qua 3 phần thử thách. Thử thách đầu tiên mang tên là xuyên thấu. Xuyên thấu. Xuyên thấu. Ủa là xuyên thấu là sao? Nó không có. Xuyên thấu nó có phải giống như trong phim không chị? Là ví dụ bà Nam em đứng đây. Xuyên thấu. Hai em làm anh liên tưởng tới xanh thanh xà bạch xà đó. Hai đứa lượn qua lượn lại. Xuyên thấu có nghĩa là theo Nam em với Nam anh nghĩ là xuyên thấu là đi xuyên qua nhau á. Đi xuyên qua nhau. Lát nữa anh sẽ giải thích. Thử thách thứ hai có tên gọi là phán đoán tài tình. Và thứ ba có tên gọi là ngôi sao may mắn. Và bây giờ, thử thách đầu tiên, truyền thấu. Rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ gặp gỡ ba chàng trai đảm bảo đẹp trai. Có trai đẹp là được. Và trong lần gặp đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy được dáng hình của họ đứng sau một tấm màn trắng thôi. Mỗi người sẽ chia sẻ một đoạn ngắn giới thiệu về bản thân cũng như là quan điểm của họ. Sau đó thì chúng ta sẽ được thấy ba gương mặt nằm bất kỳ. Nhiệm vụ của hai bạn sẽ phải dùng giác quan thứ sáu của mình đoán xem gương mặt nào là có cái body shape đó. Đúng rồi, ở cái cơ thể nào. Rất đơn giản. Và nếu như ai đưa ra lựa chọn chính xác sẽ mang về cho mình 5 điểm. Và bây giờ thì dòng 1 mang tên xuyên thấu xin được phép bắt đầu. Bạn nhìn thấy giống ai đó nhói tìm gì vậy Nam em? Anh trai chính giữa đau đầu rồi. Em xin hỏi là cái anh thứ nhất là anh đang chơi vô hay chơi ra? Sao em thấy có một cái người đang đứng xây ra là ai vậy ta? Người ta xây ra xây vô gì kệ người ta. Có một người đứng đi ra kia ô bên kia. Bên đây cũng xây ra nè. Ô kia. Mà sao cái bóng nó bị ngược? Đề nghị hai bạn đừng làm cho khán giả hoang mang nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chàng trai đầu tiên để chia sẻ về bản thân. Xin mời. Tôi là gấu mập. Tuy hơi mập một chút nhưng tôi chạy rất là nhanh đó nha. Gấu mập. Và người phụ nữ mà tôi thích không cần phải đẹp, không cần phải giỏi, phải mập hả anh? Chỉ cần cô ấy biết quan tâm, biết chia sẻ và không tạo áp lực cho người đàn ông, và đặc biệt là ít nói. Theo tôi, giác quan thứ 6 của phụ nữ 90% là chính xác. Vì khi họ đã muốn biết một điều gì đó thì tất nhiên là họ đã biết câu trả lời rồi. Vì thế cách tốt nhất của người đàn ông thì chúng ta nên nói thật và nhận lỗi nếu như mình đã sai. Đó là quan điểm của tôi. Nam anh, Nam em. Dạ. Nghe cái giọng đó, thấy cái hình đó, đoán thử xem cái gương mặt ảnh làm sao. Em nghĩ là ảnh là một người đàn ông sẽ hơi trưởng thành, chững chạc. Nhưng mặt ảnh sẽ không theo đẹp theo kiểu điển trai. Có thể là mắt sẽ hai mí, mũi sẽ hơi thấp một chút, miệng thì hơi bự. Mặt thì da sẽ không đẹp lắm. Em bắt đầu thấy sợ sợ Nam em rồi đó. Em thấy được tới đó luôn hả? Em cảm được khuôn mặt luôn mà. Nhưng mà đúng hay không thì em không biết thôi. Em có một giác quan thứ 6. Đó, rồi, nói nè. Anh chinh giữa mọi... Gì vậy đó, hỏi đây đầu tiên mà. Trời ơi, chinh giữa tội nghiệp cho đổi cái tay đi, mỏi lắm rồi. Cái đó là anh tự chọn đó. Anh thích vậy. Còn anh số 1 thôi, không bàn đâu. Tại vì nãy anh nó không có thích phụ nữ nói nhiều. Thôi nhưng mà, người ta nói vậy thôi. Và xin nhắc em, đây không phải là chương trình hẹn hò cho nên em cũng đừng có quan tâm lắm nha. Hãy dùng giác quan thứ 6 của mình đi em. Giác quan thứ 6 hả? Mặc dù là cái phản chiếu của nó rất là cao nhưng mà em nghĩ ngược lại thì hơi lùn. Mặc dù phản chiếu nhìn hai cái chân nó nhơm, em nghĩ không có ốm, mặt tròn. Với lại cái tóc hình như là hơi ngắn á. Ừ, có thể là không có tóc luôn á. Không có tóc luôn á. Không có tóc nhưng mà nó ngắn. Trời ơi, ai thấu cho tôi. Tại sao có thể xuất sắc như vậy chứ? Hay quá em ơi. Mới nghe cái giọng thôi là biết được người ta không có tóc luôn rồi. Cạo trọc đầu của con ta luôn. Nhớ bạn anh chính giữa nha. Tội nghiệp anh chính giữa. Tới anh chính giữa nè, tới chính giữa của em nè. Xin mời chàng trai đứng chính giữa. Tôi là Jerry, tôi tuổi chuột. Mọi người nhìn bề ngoài thường bảo tôi là người khó gần lạnh lùng.
nhưng thật ra khi tiếp xúc, mọi người sẽ biết tôi là một người rất thân thiện và hòa đồng. Tôi rất thích những cô gái lịch sự, điềm đạm. Em cứ việc ngoan hiền, thế giới cứ để anh lo. Tôi biết khó lòng có thể qua mắt được giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Do đó tôi đến đây để giúp các cô gái xinh đẹp phát huy giác quan thứ 6 đó. Em thấy cái giọng nói là nó hơi bắc, thì trai bắc thường hay đẹp trai lắm, mà giọng thì rất là ấm. Thì em nghĩ khuôn mặt bạn này chắc sẽ hơi nhỏ, những cái nét thì nó sẽ rất rõ. Bạn này mặt sẽ rất nét. Tóc thì em nghĩ chắc là màu đen đó. Dễ sợ vì cái gu bạn là để tóc hai mái á, xong có mấy cọng chọt chọt nữa. Bạn này có sức chịu đựng nè. Chịu đựng về cái gì em? Mỏi quá. Mỏi quá. Chị đề nghị em nói về vấn đề chính là nhan sắc. Về mặt nhan sắc thì bà Nam em nói hết rồi. Và em cũng đồng ý như vậy. Em cũng đồng ý luôn. Nhan sắc bạn này tựa cái bạn Nguyễn Trần Trung Quân nè. Không biết đúng không, em phán lại như thần hồi ra say vét hết cho nơi đập mặt vô tường. Nhưng mà cái bạn này ốm mặt cái thơm. Chúng ta hãy cùng đến với chàng trai thứ ba để xem cái linh tính của hai bạn như thế nào nhé. Xin mời. Tôi là mèo trầm lặng. Mỗi người lý tưởng của tôi là người phụ nữ hướng về gia đình giống như tôi. Hạnh phúc đến từ những điều giản dị như dùng cơm và dọn dẹp nhà cửa cùng tôi. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ là một điều nhiệm màu. Họ có thể biết những điều mà người đàn ông không thể biết được. Và linh cảm của họ thường rất đúng. Mèo trầm lặng. Mèo trầm lặng hả? Chúng ta có mèo, có gấu và có chuột. Cái anh này hình như làm giáo viên thì phải. Cái phong thái y như là giáo viên, kiểu thầy giáo mưa vậy đó. Không đâu, không phải giáo viên đâu. Tại vì giáo viên rất là hoạt ngôn, mà anh này lúc nãy nói rất bị run. Thầy giáo có biết giảng đâu mà không rớt. Ai đứa ơi. Cái nghề là dòng sao nha, bây giờ là nhan sắc. Ý em nói nhan sắc là giống thầy giáo theo kiểu đẹp, theo kiểu thánh thiện á. Mai tài phến ha. Vô lắm chứ bộ. Nói gì có lý liền, đúng không? Thấy đúng mà, trẻ tóc hai mái. Thầy giáo mưa. Dạ, chắc hơi ơi mưa. Như vậy là cả hai bạn đều có cái cảm nhận, cái phán đoán riêng. Và bây giờ hãy ứng dụng điều đó sau khi nhìn thấy ba gương mặt ở trên đây. Xin mời. Thôi chết rồi. Tóc đen là có đẹp, tóc đen quá. Số 1 là chính giữa nè. Em là em thấy sai rồi. Tại vì nãy có một người em nói là không có tóc. Tóc hình như là hơi ngắn á. Có thể là không có tóc luôn á. Theo Nam Anh thì em sẽ chọn gấu mập. Gương mặt số mấy? Em nghĩ gấu mập là sẽ cho một cái hình số 2. Không, gấu mập phải số 3. Rồi, Nam Anh chọn số 2, còn Nam Em chọn số 3. Tiếp theo là chuột Jerry. Jerry là nghĩ số 1 rồi số đó. Số 1 rồi đó. Chắc chắn là số 1 luôn. Jerry. Hồi nãy em phân tích đúng không? Trời ơi, cái nhan sắc đó mà có sự kiên trì nữa là good đó. Rồi, như vậy là số 3, mèo trầm lặng là gương mặt số mấy? Mèo trầm lặng là số 2. Mèo trầm lặng theo em nghĩ là số 3. Cái gì vậy bà, mèo trầm lặng mà số 2 chọn rồi. Số 2 tôi chọn đâu, bạn chọn mà bạn nói gì bà? Ồ vậy hả? Ê, hai chị em này ở nhà cãi lộn chắc vui ha. Cứ tông đều, cái gì vậy bà, dạng vậy đó. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép được mở cái bàn ở giữa. Đó là bàn Jerry. Cả hai bàn đều đoán đó là gương mặt số 1. Không biết là cái lựa chọn này có đúng hay không. Xin mời mở bức màn của bạn Jerry. Bạn này nhan sắc giống anh ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thì hơi giống thiệt chứ đùa đâu. Và như vậy đã hai bạn đều đoán đúng. Chúc mừng, hai bạn đã mang về 5 điểm. Ở hai anh chàng còn lại thì Nam Anh và Nam Em lại không có đồng lựa chọn với nhau. Chúng tôi xin phép được mở một lúc hai bức màn của hai anh chàng này nhé. Xin mời. Cái tấm kéo này cũng vi diệu quá ha.
Nhưng mình lại nghĩ bạn đúng rồi bạn ơi. Không lẽ bây giờ đúng trời. Tư duy về cái giọng nói thì như bạn đúng đó. Còn về thì cái nhân sắc thì cái vô lì nó lẹp dữ vậy. Chị có thể coi giùm ảnh đúng như cái em nói là mắt hai mí mũi bự và môi hơi to không? Em có thể lại gần nhìn ảnh mà. Được không quý vị? Được. Nhưng mà xin phép nha, hai cô không được sờ vào hiện vật của chúng tôi. Đừng làm mất mát cái gì nha. Ở ngoài đẹp trai hơn trên hình. Ai chìm hình mà chìm dưới anh vậy? Giữa đẹp trai nhất. Chúng đi coi triển lãm cho đẹp quá vậy hai đứa. Thôi không, chúng ta chỉ xem chơi chơi. Đừng lâu quá người ta. Được chưa, thỏa mãn chưa? Giữ chút tự trọng. Đúng rồi, đúng rồi. Xin được chúc mừng nam em đã đưa ra ba lựa chọn chính xác. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc là bạn nam em đã đem về cho mình 15 điểm. Xin chúc mừng. Và số điểm hiện tại của nam anh là 5 điểm. Ủa em tưởng không có điểm chứ. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2. Lúc này là lúc mà em có thể lội ngược dòng. Vòng 2 được mang tên là phán đoán tài tình. Và trước khi đến với lại vòng 2, chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao trong một ít phút. Vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Vòng 2 của chúng tôi được mang tên là phán đoán tài tình. Trong vòng 2 này thì từng bạn nam sẽ ra đây biểu diễn một tiết mục và đưa ra cho chúng ta ba từ khóa gợi ý về cái nghề nghiệp mà anh ta đang làm. Các bạn hãy dùng giác quan của mình để phán đoán xem chính xác là anh ta đang làm nghề gì. Và ở vòng thi này, nếu như bạn nào đưa ra đáp án đúng thì sẽ đem về cho mình 5 điểm. Còn nếu như sai thì sẽ có một cái trò vui vui nhỏ nhỏ tặng cho hai bạn. Lát mình sẽ biết thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chàng trai có nickname là Cherry. Cho mọi người ở đây biết bạn tên gì và bao nhiêu tuổi không? Mình tên là Duy Anh và mình 23 tuổi. 23 tuổi. Lớn hơn hai bạn phải không? Bằng bạn. À, ba đứa bằng nhau. Dạ. Nam rồi. Anh thấy có vẻ có cái sự gì đó nó rất là thích thú với bạn này thì phải. Kìm lại bớt rồi chị. Em làm gì vậy cô? Em làm gì vậy? Cái giọt mồ hôi nó rơi từ trên khóe miệng nó xuống đây hả em? Không khí bài thôi rồi. Ừ, bây giờ như thế này, đây là tiết mục mang tính chất gợi ý nghề nghiệp. Nghề nghiệp anh? Dạ. Chính xác. Cho nên là sau cái màn trình diễn vừa rồi thì hai bạn có đưa ra một cái nghề nào trong đầu mình về bạn này hay không? Em nghĩ là bạn này sẽ làm nghệ thuật. Tại vì cái cách thần thái bằng biểu diễn rồi động tác này kia thì có một chút cái hưng phấn của người làm nghệ thuật á. Em nghĩ cái góc mặt bạn cũng hơi đẹp mà vũ công thì đâu đầu tư cho V-Live dữ vậy. Diễn viên, chắc diễn viên. Diễn chắc viên. Là diễn viên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại ba từ khóa, lần lượt từng từ một sẽ hiện ra để giúp cho hai chị em có cái nhận xét tốt hơn về cái nghề nghiệp của bạn này nha. Từ khóa đầu tiên xin mời. Xin mời. Ngủ ngày cày đêm. Và đây là những từ khóa mà bạn này đã chọn ra. Ngủ ngày cày đêm thì chỉ có ca với nhảy thôi, là hai cái ca hay đi đêm đó. Bạn ơi, tại sao bạn lại chọn cái từ khóa là ngủ ngày và cày đêm? Thường thì công việc của em thì sẽ là tập trung vào ban đêm. Và thường thì ban đêm em phải thức để có sự tỉnh táo và tập trung để cho cái công việc của mình được tốt nhất. Và thì tất nhiên thì ban ngày em sẽ phải ngủ để em bù lại cái năng lượng mà mình đã dồn hết vào ban đêm. Nghỉ rồi! Hai giác quan thứ 6 rồi, giác quan thứ 6 rồi nè. Phải cái nghề đó có music không? Ăn như múa
ngủ như ca mà ngủ ngày nhiều thì chỉ có làm ca sĩ thôi. Không, mình lại nghĩ là làm DJ. DJ làm buổi tối thôi. DJ hả? Từ quá tiếp theo, xin mời. Quà tặng. Ui. Không, thật sự rất là khó. Rất là khó khi mà thức ban đêm rồi quà tặng. Quà tặng biết tặng cái gì? Không lẽ thức đêm để đóng gói quà? Nếu như mà khó khăn quá thì hai bạn có thể hỏi trực tiếp bạn trai này. Rồi hỏi đi trả lời giùm chị nha, chị mệt quá cưng ơi, nhức đầu quá. Thường thì công việc của mình thì sẽ mang lại những cái món quà rất là ý nghĩa cho mọi người. Vì cũng ngược lại thì mình cũng sẽ được nhận những cái món quà vừa là về tinh thần vừa là về vật chất mà mọi người sẽ mang lại cho mình. Quà tặng có thể là hoa đó. Ca sĩ hát xong sẽ được tặng hoa. Em lại thấy là chắc bạn này ngưỡng mộ Nguyễn Trần Trung Quân cho nên theo cái con đường ca hát chung ảnh này nè. Thấy là có lý từ từ rồi đó. Sau hai từ khóa thì các bạn đã đưa ra cùng một đáp án, đó là ca sĩ. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một từ khóa nữa. Xem luôn nha. Xin mời. Xin mời. Não cá vàng. Thường thì cái số lượng công việc của mình nó rất là dày đặc và nhiều, cho nên là mình sẽ hay bị quên, hay bị mất tập trung, rồi hay bị đầu óc thỉnh thoảng cứ đi đâu đó. Đúng rồi, làm ca sĩ lịch trình nhiều khi quên. Rồi bây giờ xin mời chốt đáp án. Nam Anh. Ca sĩ. Nam ca em. Sĩ. Làm diễn viên. Chắc bạn này ngưỡng mộ Nguyễn Trần Trung Quân cho nên theo cái con đường ca hát chung ảnh này nè. Ta nói lật như lật bánh tráng luôn. Mới ăn bánh tráng hèn chi nè. Như vậy là Nam Anh sẽ chọn là diễn viên, còn Nam Anh sẽ vẫn chọn là ca sĩ, đúng dạ. không? Bây giờ chốt luôn nè, tôi không cho lựa chọn nữa. Bây giờ hai người giơ hai cái tay ra, đặt lên phía trước. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép đưa ra kết quả của chương trình. Chàng trai Cherry của chúng ta có phải là ca sĩ hay không? Hay là một diễn viên như Nam Em đó? Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. 3. Ăn như muối, ngủ như ca, cứ làm ca sĩ thôi. 2. Chắc bạn này ngưỡng mộ Nguyễn Trần Trung Quân cho nên theo cái con đường ca hát chung ảnh này nè. Làm diễn viên. Ta nói lật như lật bánh tráng luôn. 3, 1. Đã não được không bình thường rồi mà còn chơi cú này nữa. Ê, hồi nãy chờm ra chút nữa là ăn nguyên củ luôn rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe Duy Anh nói về công việc của mình. Xin mời. Công việc hiện tại của mình là ca sĩ và mình đang hoạt động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn đang theo đuổi dòng nhạc nào? Em theo đuổi dòng nhạc pop ballad. Pop ballad. Bạn có định gửi tặng cho tất cả mọi người ở đây một món quà nào không? Chắc chắn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà đặc biệt của Duy Anh tặng cho tất cả quý vị ngày hôm nay.
ơi, sao Nam Anh ơi? Có chút bối rối, chạm tim em rồi. Là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngoài môi hôn, là vòng tay yêu thương mong mãi không rời. Xin được cảm ơn phần trình diễn hết sức ngọt ngào của bạn Duy Anh. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Và bây giờ, chàng trai tiếp theo của thử thách phản đoán tài tình đó là Mèo Trầm Lật. Tài hoa hạnh phúc mây hồng, chính chàng yêu thiếp men hồng lao sao. Yêu thương con suối xiết bao, em về vàng úa khát khao tầng trời. Sáng tàn căn đóa trà mi, viên chờ đợi mãi cung phi bóng nàng. Là yêu buông thả đông sang, anh em hiu hắt bẻ bàn còn đâu. Đi cái tướng cho đẹp coi. Thấy là vần rồi đó. Đâu vậy? Vô ngồi. Đi xuống rồi cưng ơi, đi xuống đi. Đi xuống đi, anh diễn xong rồi. Xuống em ơi. Xin lỗi, cười gây cho đã. Mèo Trầm Lặng vừa thể hiện xong một đoạn thơ, có vẻ là như là do em sáng tác đúng không? Dạ, trong một ngày đẹp trời em. Trong một ngày đẹp trời đã tự sáng tác, rất là lãng mạn, rất là wow, dễ thương. Wow, chữ đẹp lắm nha. Và bây giờ thì có thể giới thiệu cho tất cả mọi người biết Mèo Trầm Lặng tên thật là gì? À, em tên thật là Đăng Quân. Đăng Quân. Năm em 25 tuổi. 25 tuổi. Làm thơ hả? Là cái nghề gì liên quan tới thơ à? Bói. Anh chàng nhà thơ. Ngày xưa là làm gì ta? Có thể là thơ sĩ. Nho sĩ. Năm em biết nho sĩ là gì không em? Là đi hái nho bán sĩ. Hái nho bán sĩ. À, xin lỗi bạn, thực ra khách mời của chúng tôi bình thường nha. Bình thường. Anh nghĩ là chúng ta nên liền cho ngay một cái gợi ý đi, chứ không là tao nói tới sáng nữa nha. Tới sáng à? Ừ. Xin mời gợi ý đầu tiên. Con số. Xin phép được hỏi Đăng Quân, bạn phải làm việc với những con số như thế nào? À, đối với mọi người thì con số có thể là khô khan, nhưng đối với tôi thì con số nó lên nhiều cảm xúc ở trong nó. Công việc của anh có nhiều số không? Nhiều số. Dạ. Nam Anh, em có thể hỏi cái câu mà mọi người hiểu không Nam Anh? Nhiều số là sao? Là nó đa dạng số. Từ 1 đến 9. Dạ, số nào cũng có. Em đừng có ngại, mọi người hiểu nha. Dạ. Anh ơi, em nghĩ là mình nên qua từ tiếp theo đi anh ha. Chắc chắn là như vậy rồi. Dạ, xin lỗi, nãy giờ làm mất thời gian quý vị. Dạ. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Xin mời. Ngày vui. Ngày vui. Ngày vui là coi chừng mấy cái ngày mà lễ lộc rồi đó. Ngày vui là ngày gì vậy anh? Thì mỗi năm đều có một ngày vui, thì ngày hôm đó là ngày mình tận hưởng cái niềm vui đó một cách trọn vẹn. Cái nghề gì mà một năm là có một ngày vui trời? Hồi đầu là nói giống ai? Mai Tài Phến hả? Làm nghề gì? Thầy giáo. Mưa. Ngày vui là cái ngày tiễn bớt học sinh ra trường đó. Em ơi, em còn cái ngày nào vui hơn nữa không em? Thì đúng rồi, học xong tốt nghiệp đúng không? Tốt nghiệp là vui rồi. Bao nhiêu bài hát, bao nhiêu dần thơ nói về cái ngày chia ly đó, ai cũng buồn hết trơn. Em phán câu anh hết lời với em luôn á Nam Anh. Anh ơi, đến luôn cái từ phán cuối cùng đi anh ơi. Dạ. Cảm ơn em đã nhắc nhở anh. Và chúng ta hãy cùng đến với từ gợi ý cuối cùng nhé. Nhất quỷ nhì ma thứ ba. Câu này thì ai cũng biết rồi. Em thấy là cái này ai cũng đoán được hết trơn rồi đó. Sao tự nhiên bữa nay chương trình cho dễ dữ không biết nữa. Vậy thì mời bạn hãy đoán đi. Là thầy giáo. Trời, bây giờ gửi tới Nam Anh là câu trả lời em là gì nè? Dạ, em nghĩ là thầy giáo. Như vậy là hai bạn đều chọn là giáo viên. Đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng lên cái nhạc rùng rợn nào. Nữa hả?
Xin mời hai bạn vô cái tư thế của mình. Lại cái tư thế đó. 3 2 và 1. Kết quả là là cái cảm giác của nam em rất là mạnh. Trước khi mà nam em nhìn thấy Đăng Quân, nam em đã nói là cái anh này hình như làm giáo viên thì phải, cái phong thái y như là giáo viên thì kiểu thầy giáo mưa vậy đó. Mời Đăng Quân có thể chia sẻ thêm một chút về nghề nghiệp của mình không ạ? Dạ, hiện tại mình đang làm giảng viên đại học về bộ môn tài chính doanh nghiệp. À, giảng viên tài chính. Nhưng mà cái bài thơ này nó có cái gì dính tới cái nghề của bạn? À, nếu các bạn để ý thì những từ đầu của bài thơ sẽ ghép thành cái giảng nghề của mình là tài chính, yêu em, giảng viên là anh. Trời ơi! Wow! Chơi chữ nè, nghĩa là tất cả những chữ đầu của các câu thơ này mình ghép lại với nhau, nó sẽ ra cái câu là tài chính, yêu em, giảng viên là anh. Ta nói luôn kết quả rồi, không chịu để ý. Tài chính, yêu em. Bạn có thể chia sẻ thêm về công việc của bạn không? Em làm giảng viên được hơn một năm. Hơn một năm, dạ. Mới ra trường? Dạ không, em có thời gian đi làm ngoài. Thì sau đó tích lũy kinh nghiệm thì mình đi giảng. Thầy ơi, thầy nhận em là học trò nha. Thầy dạy trường gì vậy thầy? Mình dạy tại sư phạm kỹ thuật. Em sẽ đi học về làm sửa xe. Rồi nha hai bạn ơi. Dạ. Hết cảm ơn thầy. Rồi. À hết học kỳ rồi. Thầy có nói vậy rồi nha. Cảm ơn em. Lại chung mừng bạn rất nhiều. Bảo trọng nha. Bảo trọng. Tôi đã thấy được cái nét hoảng sợ của người thầy. Tôi thiết tha yêu cầu hai khách mời ngày hôm nay đừng làm cho người chơi nào hoảng sợ. Và tiếp theo đó là chàng trai cuối cùng có cái nickname rất dễ thương, đó là gấu mập. Xin mời. Phong cách luôn. Quá manly. Chiếc xe này có nặng không bạn ơi? Dạ, chiếc xe này nó khoảng 295 kg. 295 kg, hàng chỉ tóc tai dựng đứng đó nè. Mời bạn hãy giới thiệu về bản thân của mình đi ạ. Em tên là Nguyễn Phúc Thịnh, năm nay em 34 tuổi. 34 tuổi. Nguyễn Phúc Thịnh. Dạ. 34 tuổi. Dạ. Đó. Và là một người thích chạy mô tô hay là người chuyên về mô tô hay là có làm cái gì liên quan tới mô tô? Mời hai chị em. Thường đi mô tô thì hay đi phượt lắm á. Đàn ông thích đi phượt thì chắc chắn không làm nghệ thuật đâu, làm kinh doanh. Mình thì mình nghĩ khác bạn ơi. Mình cũng có quen một số bạn cũng thích đi phượt nhưng cũng làm được nghệ thuật mà. Vậy bạn nghĩ làm gì? Chưa nghĩ ra. Hay quá. Vậy thì chúng ta hãy đến với những từ khóa. Xin mời từ khóa đầu tiên. Chiếc xe và tốc độ là liên quan với nhau. Một từ khóa thấy có vẻ hơi quề vốn ha. Đúng không? Chắc làm tài xế quá. Tài xế xe mô tô. Xe ôm. Xe ôm. Hồi nãy anh dựng đây nè. Huyền, ai lên không? Ai đi không? Không đi, tôi đi. Nói thiệt với em á, để mà chạy được chiếc mô tô lớn và nặng như thế này, đặc biệt là chạy trên cái mặt sàn này thì phải là người có kinh nghiệm. Không, nhiều khi anh làm trong lĩnh vực giao thông vận tải rồi sao? Đúng vậy. Chắc làm bên mấy cái mảng mà theo kiểu là mình lấy phụ kiện về lắp ráp xe chẳng hạn. Thôi cho xem gợi ý thứ hai đi. À, biết xin rồi hả? Ok. Biết xin rồi. Phải vậy chứ. Xin mời từ khóa tiếp theo. Nhã nhặn, tận tâm. Anh ơi, cái nghề của anh nó liên quan như thế nào đến cái từ nhã nhặn và tận tâm vậy anh?
Thì trong công việc của mình á, thì rất là tiếp xúc rất là nhiều người. Dạ. Yeah. Nhưng mà trong cái phần số đông nhất của mình á, tiếp xúc đó là trẻ em. Tiếp xúc với trẻ em mà... Là mà... giữ trẻ hả? Giữ trẻ. Giữ trẻ mà mê tốc độ. Cũng kỳ ha. Cũng kỳ. Biết kỳ là được rồi. Dạ. Chắc là buôn bán mấy cái mà xe mà cho đồ nít chơi. Á, đồ chơi nít á. Hay. Ơi, có lý ạ. Tôi đang cảm thấy là cả hai bạn đều đồng ý với quan điểm trên. Như vậy có nghĩa là hai bạn không cần gợi ý, cuối cùng vẫn đưa ra đáp án. Không, không. Cần chứ, dạ, cần chứ, dạ. Biết sợ rồi, biết sợ rồi. Biết sợ rồi. Xin mời từ khóa cuối cùng. Thăng bằng. Đúng rồi, ngồi trên xe là phải giữ thăng bằng chứ. Xin mời hai khách mời của chúng ta đưa ra đáp án của mình. Theo cái cảm nhận của em đi, em nghĩ là vận động viên đua xe thể thao. Ừ. Năm em. Em lại nghĩ là vận động viên, nhưng mà bây giờ về làm thầy giáo rồi. Làm thầy giáo. Vậy là huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Dạ. Rồi về xe mô tô đúng không? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án thôi. Xin mời hai bạn. Lại cái thế đó đó. Xin mời Trương Thế Vinh. 3. Em nghĩ là vận động viên đua xe thể thao. 2. Em lại nghĩ là vận động viên, nhưng mà bây giờ về làm thầy giáo rồi. 3 1. Lượt này thì hai bạn không đem về cho mình điểm nào cả. Bây giờ thì hãy nghe chàng trai của chúng ta chia sẻ về cái nghề của mình. Hiện tại Thịnh đang làm về huấn luyện trượt patin nghệ thuật cho các em bé. Oh. Anh ơi, anh có thể cho mọi người đây biết cái ý nghĩa của công việc của anh như thế nào không ạ? Bản thân mình là một cái người huấn luyện dành cho trẻ em. Thì hiện tại Thịnh cũng đã có làm một số cái ca như là chữa bệnh cho một số bé bị bệnh tật ở chân. Có một cái ca đó là cái em đó là con của một cái anh bác sĩ, thì 3 tuổi rồi nhưng mà vẫn không có đứng vững được. Em đó là sinh đôi nhưng là bị bại não một bên, cho nên là cái vấn đề thăng bằng của em nó rất khó. Đến khi nhận cái ca đó thì mình làm một thời gian từ 6 tới 8 tháng thì bé đã đi được bình thường, nhảy dây được, đạp xe đạp được và thăng bằng được. Thật là không ngờ, đúng không quý vị? Tôi thì tôi nghĩ là trượt patin là một cái môn thể thao giải trí thôi. Thường thì lúc nhỏ ba mẹ cũng không có cho, bởi vì cho rằng nó nguy hiểm. Nhưng mà không ngờ đến bây giờ khi mà nghe anh Thịnh chia sẻ xong á, thì đây là bộ môn đã giúp cho nhiều bé khuyết tật tưởng rằng không thể nào Đi lại được và đã ước mơ trở thành sự thật, đúng không ạ? Mà đặc biệt là cái môn này á, sẽ giúp cho bạn sẽ stress rất là nhiều. Và thứ hai đó là sẽ giảm cân. Đặc biệt là về giảm cân. Đối với bộ môn patin này thì từ 15 phút cho tới 30 phút là bằng chạy bộ từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Không biết là hiện tại ngay bây giờ thì anh Thịnh có thể nào biểu diễn cho tất cả quý vị để được xem được không ạ? Ngày hôm nay thì Thịnh có thể biểu diễn trượt cho quý vị khán giả cũng như anh Vinh và chị Dạ và hai bạn Nam Anh, Nam Em và tất cả quý vị khán giả để xem chương trình này. Nhưng mà mình cũng nói trước là cái sân này hiện tại thì nó cũng không phù hợp để mình biểu diễn. Cho nên có những cái gì đó sơ suất và sai sót không đẹp thì mọi người hãy thông cảm dùm cho mình. Vỗ tay lớn nè.
giảm cân đúng không? Đó là năm em. Xin mời năm em bước lên sân khấu thử patin với lại anh Thịnh Nguyễn nào. Trời ơi, chia tay này không biết. Né đi không bây giờ, né chết bây giờ. Né nè, né nè, hết rồi. Thôi hả? Người ta nhìn vào đầu gối. Em cũng bước chân chân vậy luôn. Em cứ bước xoay lại, đúng không? Anh hãy quan sát em đi. Rồi, anh đang quan sát em đây. Phải coi chừng nha, cẩn thận. Đúng rồi. Đúng rồi, chậm thôi. Rồi, ok, bây giờ em quay lại, em bước lại theo mô tô nha. Trời ơi. Rồi. Ê trời ơi. Bay qua xe hả? Rồi, anh kia đi nha mình. Ơi ơi. Chậm thôi, chị về, chị về, chậm thôi, đúng rồi. Cứu xuống. Rồi. Em phải nghe thầy. Hỗ trợ của Nam Anh. Rõ ràng là chỉ cần chưa đầy một phút thôi thì anh Thịnh Nguyễn đã giúp được Nam Em đứng vững và bước đi một vài bước. Như vậy thì tôi có tin là trong vòng một buổi thì là bạn này có thể trượt qua trượt lại ngon lành đúng không? Vâng, cảm ơn anh Thịnh Nguyễn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại hai chàng trai đó là Duy Anh và Đăng Quân. Xin mời. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng gặp lại ba chàng trai Duy Anh, Thịnh Nguyễn và Đăng Quân. Xin được tổng kết số điểm hiện tại của hai bạn. Nam Anh 15 điểm, Nam Em 20 điểm. Và bây giờ trước khi chúng ta cùng đến với thử thách thứ ba thì mỗi bạn sẽ được chọn ra một chàng trai để làm người đồng hành với mình trong thử thách này. Và nếu như các bạn thắng ở vòng này thì các bạn sẽ đem về cho mình được 10 điểm. Và đặc biệt có một điều, chỉ có một trong số họ đang giữ một ngôi sao may mắn. Và nếu như ai chọn được ngôi sao may mắn thì người đó sẽ nhận được một phần quà rất hấp dẫn của chương trình. Xin mời hai bạn. Thôi giờ dày đi, bước lên đứng gần ai thì là chọn người đó đi cho dễ. Quyết định đi đi. Ừ, đi lên cảm nhận luôn. Thôi lên sân khấu. Hãy chọn mặt gửi vàng đi nào. Đăng Quân, Duy Anh hay Thịnh Nguyễn? Xin chúc mừng bạn Duy Anh và bạn Đăng Quân đã lọt vào mắt xanh của hai khách mời ngày hôm nay. Và rất cảm ơn anh Thịnh Nguyễn. Cảm ơn anh đã đến với chương trình, đã cho chúng tôi biết là cái bộ môn patin nó có nhiều ý nghĩa như vậy. Và chúc anh sẽ còn phát triển nhiều hơn trong bộ môn patin của mình. Cảm ơn anh. Okay. Cảm ơn mọi người. Như vậy là Nam Anh và Nam Em đã chọn cho mình được hai đồng đội. Và tôi tin rằng họ đang chọn đúng với cái giác quan của họ. Chúng ta sẽ cùng bước vào thử thách tiếp theo được mang tên là ngôi sao may mắn. Và trước khi đến với thử thách này, chúng ta hãy cùng Mỹ Di Lao trong vòng ít phút. Trở lại với vòng 3 của chương trình Giác quan thứ 6. Đây là một thử thách có tên gọi là bịt mắt chích bong bóng, rất là dễ thương. Bây giờ luật chơi như sau: họ sẽ có 3 phút, người nam sẽ cõng bạn nữ, họ nữ sẽ là mắt còn nam sẽ là đôi chân. Nữ sẽ phải điều khiển nam làm sao để đi đến vị trí và chích bong bóng. Trong vòng 3 phút, người nào chích được nhiều bong bóng hơn thì đó là đội chiến thắng. Bây giờ mình sẽ quảnh tù xì xem đội nào chơi trước. Xin mời. Nhường cho hai anh thanh niên. Ok. Nhường cho hai anh thanh niên quảnh tù xì. 1, 2, 3. Rồi. Ai thắng ai thua nhỉ? Đứng đây thôi. Bên này thắng, em thắng. Rồi thua thì trước ha. Bên này thắng bên kia thua chứ. Mày thắng thì trước ha. Muốn sao muốn lại. Dễ mà. Thấy tao hiền ăn hiếp à. Thôi kệ, mình đàn chị mình thi trước có làm sao đâu đúng không? Rồi khom xuống cho người ta leo lên nè. Dạ thưa thầy, cho em xin phép được bắt thầy lại quê. Sau đó em sẽ thả dê. Không.
Sẵn sàng, 1, 2, 3, lên. Bắt đầu. Có tính... 3 phút bắt đầu. Quẹo. Mẹ đi, mẹ đi. Ủi đi, điều khiển. Quay ra ngoài. Trời ơi, nhớ mẫu lại. Lui, lui lại, em điều khiển đi Nam Anh ơi. Không, cái này chơi khó nè. Ai hơi chết tiệt chứ. Bấm. Ây da, hết hồn. Vậy là sau 3 phút thì đội đỏ đã chích được 14 trái bóng. Wow. Rất tuyệt vời. Khó chứ không phải đơn giản đâu. Còn đội xanh, đội năm em thì như thế nào đấy? Trời ơi! 3, 2, 1, bắt đầu! Đây cũng không có khó. Ủa lộn, cũng không có dễ. Nhưng chích bóng đỏ đi. Đừng chích bóng xanh. Ta nói khó không? Chích à? Chích, chích. Đừng có bóp cổ người ta, trời ơi. Chích, chích. Ê, nhưng mà anh này xịt mùi nước hoa gì thơm dữ anh. Mùi nước hoa gì thơm dữ anh. Xin lỗi rồi. Xin lỗi. Chết, ta nói nãy giờ không được cái gì luôn á. Hãy dùng chiến thuật của mình đi nào. Một cái rồi. Cái này nó rất là nhọn. Hay quá. Lui lại, lui lại. Trời ơi. Này giống đi. Vào hãy dùng giác quan của mình xác định quả bóng nằm ở đâu và hít một cái. Rồi hai ba. Giờ trong cuộc đời thi đấu của bạn Duy Anh mà bạn mong hết giờ đến như vậy. Đội năm em thu thập được cho mình tổng cộng là 8 trái bóng. Như vậy, phần thắng thuộc về đội của Nam Anh. Xin chúc mừng. Quá xuất sắc. Nam Anh đã giành được số điểm là 10 điểm. Đúng với câu không thầy đố mày làm nên. Cho nên tổng số điểm của Nam Anh bây giờ là 25 và năm em là 20. Chị em trong nhà giải thưởng gì chia đôi thôi, một nơi thôi. Trước khi công bố giải thưởng thì chúng tôi xin được tìm kiếm ngôi sao may mắn. Ngôi sao may mắn không biết là nó nằm ở hai bạn trai này hay không. Là bây giờ xin được phép đếm từ 3 đến 1. Nếu như ai có ngôi sao may mắn thì hãy đưa ra nhé. 3, 2, 1. Xin mời ngôi sao may mắn. Trời đất ơi. Trời ơi. Làm sao có thể như vậy được chứ? Phái ông thầy này quá trời ơi. Không, không. Ông vừa may mắn, ông vừa giỏi mà ông vừa đủ thứ hết trơn rồi, ai chịu nổi ông? Thiệt luôn á. Ai chịu nổi thầy thì... Thiệt luôn á. Và với ngôi sao may mắn này thì Nam Anh đã nhận được một phần thưởng, đó là một voucher 3,5 triệu. Và Nam Anh là người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Nam Anh sẽ đem về cho mình 10 triệu đồng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhớ khung giờ phát sóng, đó là 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.